giảm gần 200 triệu đồng, giá lăn bánh xe Trung Quốc MGHS còn bao nhiêu? Tổng mức ưu đãi 50% lệ phí trước bạ và giảm giá của MGHS 2.0 chưa phi trong tháng 6 năm 2021 lên tới gần 200 triệu đồng. Tháng 6 năm 2021, MGHS 2.0 chưa phi là mẫu xe nhận được ưu đãi. Giảm giá mạnh nhất từ chính hãng lên tới gần 200 triệu đồng. Cụ thể, so với giá niêm yết khi ra mắt, mẫu xe có giá bán hiện tại thấp hơn 130 triệu đồng. Giảm từ 999 triệu đồng xuống còn 869 triệu đồng. Bên cạnh đó, khách hàng khi mua MGHS 2.0 cho phi còn nhận được ưu đãi hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, cao nhất 50 triệu đồng. Tổng ưu đãi và giảm giá, khách hàng mua xe chỉ cần bỏ ra số tiền khoảng 819 triệu đồng. Giá bán giảm cũng đồng nghĩa với việc chi phí lăn bánh của mẫu xe cũng thấp đi đáng kể. Giá lăn bánh MGHS 2.0 cho phi tại Hà Nội, giá trước ưu đãi 999 triệu đồng giá sau ưu đãi 869 triệu đồng, giá lăn bánh 961 triệu 217 nghìn đồng. Lưu ý rằng, Hà Nội là nơi có giá lăn bánh cao nhất cả nước. Các địa phương khác giá lăn bánh sẽ thấp hơn tùy vào lệ phí trước bạ và phí đăng ký biển số. So với các đối thủ cùng phân khúc, MGHS 2.0 chưa phi dù là phiên bản cao cấp nhất của dòng xe song giá bán chỉ tương đương các phiên bản không phải cao cấp nhất của các đối thủ như Mazda CX-5. Hyundai Tucson hay Honda CRV thậm chí giá bán xe chỉ tương đương một số mẫu xe dưới phân khúc như Honda HRV hay Toyota Corolla Cross. MGHS là mẫu xe thương hiệu Anh quốc nhưng hiện đang thuộc sở hữu của SAIC Trung Quốc. Mẫu xe MGHS đang bán tại Việt Nam cũng được nhập khẩu chính hãng từ Trung Quốc. Những trang bị nổi bật trên MGHS 2.0 phi có thể kể tới như toàn bộ hệ thống đèn công nghệ LED, điều hòa tự động hai vùng độc lập. Màn hình hiển thị đa thông tin 12,3 inch và hàng loạt các công nghệ an toàn hiện đại như cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo điểm mù. Xe sử dụng động cơ 2.0 lít turbo 4 xi lanh cho công suất tối đa 231 mã lực đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.